sống của Thiên An và con gái khi bị Jack cắt trợ cấp. Mới đây, Thiên An bất ngờ vướng tin đồn bắt cá nhiều tay, nhưng cô đã lập tức phủ nhận và đính chính đó hoàn toàn là thông tin sai, bị đặt. Ngoài ra, Thiên An cho biết Jack và gia đình anh ngừng chu cấp cho con gái trong nửa năm nay. Hiện tại hai bên đã không còn bất cứ liên hệ nào nên cô mong cộng đồng mạng không đưa những thông tin về số tiền chu cấp của Jack gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con. Thiên An từng chia sẻ về quãng thời gian vất vả khi có con trên nhiều chương trình. Cô cho biết dù rất thương con khi mình phải đi làm sớm nhưng cô không có sự lựa chọn khác. Lúc bé Son chào đời, nữ diễn viên một mình chăm con và gặp nhiều áp lực về vấn đề cơm áo gạo tiền. Theo chia sẻ của Thiên An, bố của bé Son chỉ chu cấp mỗi tháng 5 triệu đồng để nuôi con, không có bất cứ sự qua lại hay quan tâm nào khác. Vì vậy, chỉ mới sinh con được 2 tháng thì Thiên An đã phải trở lại với công việc. Cô vừa làm người mẫu ảnh, vừa làm nhân viên hỗ trợ cho một studio, vừa bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Trên trang cá nhân, Thiên An thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống đời thường của hai mẹ con. Bé Son ngày càng khôn lớn, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Cô bé được mẹ cho đi chụp ảnh, làm người mẫu quảng cáo đồ trẻ em. Cuộc sống của hai mẹ con ngày càng ổn định và vui vẻ. Thiên An cũng có nhiều cơ hội mới trong công việc, cô nhận được khá nhiều lời mời quảng cáo, làm người mẫu nên có nguồn thu nhập để một mình chăm lo cho con. Vượt qua những lùm xùm tình cảm và khó khăn khi làm mẹ đơn thân, Thiên An ngày càng xinh đẹp và thăng hạng nhan sắc đúng như câu nói gái một con trông mòn con mắt.